có bị đốt miếng nào không Toàn? Nó không đốt hả Toàn? Đây là cái tàn các bạn ơi. Đây các bạn ơi, mặt đây các bạn ơi. Quá trời quá đất luôn. Dạ. Các bạn ơi, hôm nay người vi cá với toàn đầu bếp đi kiếm ong nha các bạn ơi. Toàn đầu bếp đang đứng phía trước. Đây có được à. Các bạn có thấy cái gì không các bạn? Các bạn ơi. Cào dữ à. Các bạn ơi, đây là tổ ong nha các bạn, thấy các bạn thấy khủng không các bạn ơi? Mà cao quá. Kéo gì mà trên đó thấy luôn hay Toàn? Nè thấy lấy mối rơm đây. Chạy về lấy cái hang, nó dài lắm là bắt luôn rồi đấy đó. Có chưa? Không mặc chưa? Lấy cái bịch lên rồi cắt đại bỏ bịch cao quá các bạn ơi, này ở chừng chắc cũng phải 15-20 mét đó các bạn ơi. Đây cái cây đây các bạn ơi, đây cái cây, tự cây lên đây các bạn ơi, này phải 17 mét hết á. Các bạn bây giờ mình thả cái chai lên được, mình kéo dây lên nha cả nhà. Giờ mình chuẩn bị hới quăng dây lên nha các bạn. Lên tới đó cũng cao chứ, 17 mét à. Rồi quá, đi rồi.
Toàn đang mặc áo chuẩn bị công tác nha các bạn. Đây, từ tên tới dưới luôn. Không có, bỏ bậy, đổi cái nón nó hoài. Đây là không nói luôn. Bỏ nó. Không phải, phải con ló cái trán ra, ló cái trán ra rồi. Phải lấy cái trán lại luôn toàn. Trong đó cho chắc đi. Cái trán từ cái trán đó. Bỏ nó ra được. Bỏ nó đi đâu sao đâu. Trang điểm. Cái bình đi lông trùm cái đầu lại luôn. Kìa cái bình đi lông kìa bự luôn kìa. Mặc lấy cái hùng đựng. Thấy không? Rồi. Lót dưới không có gì, lót dưới còn
dây em Toàn. Các bạn ơi, bạn Toàn đang leo đầu bếp, đang leo các bạn ơi. Tại kia rắc rắc đỏ hết luôn á. Rồi giữ giữ phụ á, giữ phụ, giữ phụ. Hỗ trợ bạn Toàn leo luôn nha các bạn ơi. Đây, đó, bạn Toàn, bạn Toàn xây. Có gì nói Toàn chứ. Nãy quên đấy, cái gì nó kéo nó lên chứ giờ hạ xuống hai cho nó mà nó cộng cực lắm à. Hai nước xuống á, lấy dây hờ chứ. Thank you.
Ấy xong đó rồi nó thu rồi. Có một cọc rồi hả? Lấy hồn bỏ hồn. Cục bự. Ủa từ thôi, từ từ thôi, có cả nghỉ dây phụ không? Cái bệnh có mặt đâu không? Hai cột hả? Rồi. An toàn. Hỏi xì rồi, hỏi xì. Chào ơi, chào khí, chào ơi, chào ơi. Chào luôn á. Nói luôn rồi các bạn ơi. Lính nhảy dù. Thôi.
Sao ý thì nó có ấy không Toàn? Nó có đố không? Các bạn ơi, bạn Toàn đã hoàn thành thử thách rồi các bạn ơi. Dạ. Có hai con mặt trong bịch nữa. Có nhiêu vậy không? Còn rớt chứ. Bao nhiêu đây à? Còn đây các bạn ơi. Còn cái tàn mặt luôn nha các bạn ơi. Đây. Còn dính không? Còn dính không? Còn. Còn dính mặt này. Còn dính mặt này. Nó nhiễu quá trời kìa. Đem vô. Còn cái sợi à? Còn á. Wow. Có còn mặt dưới á. Vô đi. Còn mặt. Cảm ơn tất cả các bạn xem video của mình. Các bạn hãy đăng ký, like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.